Anh chàng này xuyên không quay về lấy hết số tài sản để đi mua vé số, chỉ vì anh ấy nhớ rõ rằng, kiếp trước xổ số hôm nay là 416, ông chủ tiền thưởng cho giải 3 là bao nhiêu? Một cược ăn 2. Nếu trúng 3 số thì 1.500 tệ. Tôi mua là 3 số 416, cậu muốn mua bao nhiêu? Tôi muốn mua 2 vạn, bao nhiêu? Ông chủ nghe thấy anh chàng muốn mua 2 vạn tiền vé số, liền bị choáng váng, cảm thấy chàng trai này thật sự là một kẻ ngốc, nhưng chàng trai không quan tâm, liền đặt 2 vạn trên mặt bàn. Đợi khi chàng trai về đến nhà, anh lập tức ly hôn vợ và đuổi cô ta ra khỏi nhà, bởi vì chàng trai nhớ rõ rằng kiếp trước anh đã bị vợ phản bội, còn câu kết với tổng giám đốc để thâu tóm công ty của anh. Quá tuyệt vọng, anh quyết định giết đôi cậu nam nữ này. Không ngờ trong quá trình đấu khẩu với tổng giám đốc, chàng trai bị vợ tấn công từ phía sau, đầu đập vào cạnh tủ chảy rất nhiều máu. Cuối cùng anh đã không qua khỏi. Có lẽ ông trời muốn anh chàng này một cơ hội. Đợi khi anh tỉnh dậy thấy mình đã trở lại 20 năm trước, anh thậm chí còn cảm thấy sốc hơn, bởi vì anh có ký ức của kiếp trước. Vì vậy anh chuẩn bị bắt đầu trở lại từ bây giờ, và anh đã đem ngôi nhà đi thế chấp ngân hàng, tiền thế chấp được 5 vạn tệ, sau đó dùng 2 vạn tệ để mua vé số, đánh dấu điều đầu tiên cho sự trở lại của mình. Về đến nhà, anh liền đuổi vợ đi. Khi chàng trai đang nằm trên ghế sofa, cầm tờ vé số trên tay và chờ đợi, hôm nay sẽ công bố mã số trúng thưởng, giải 3 bao gồm các con số là 4, 1, 6, nghe thấy hình như là những con số anh đã mua, chàng trai cảm thấy vui mừng, quả nhiên kết quả xổ số giống như ở kiếp trước. Nhưng trong khi chàng trai đang cảm thấy hạnh phúc thì mẹ vợ dẫn theo vợ anh ta xông vào nhà. Nếu tôi nhìn ra rằng cậu không trung thực như này, cậu nghĩ tôi sẽ gả con gái cho cậu không? Bây giờ cậu nói đi là đi, cậu còn là con người không? Là cô ấy nói muốn ly hôn, tôi chỉ là đồng ý thôi. Và còn nữa, hãy giữ mồm miệng bà cho sạch sẽ, đồ hôi thối. Đừng nghĩ rằng tôi không biết, cậu chẳng qua không muốn bỏ tiền ra phụng dưỡng mẹ vợ chứ gì. Thì đúng là thế, một chút tiền này là có thể nhìn ra con người thật của cậu. Thật lãng phí những năm tháng tuổi trẻ của con gái tôi, bây giờ muốn đuổi người đi? Không đời nào, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu không đưa con gái tôi 5 vạn phí bồi thường, thì danh tiếng của cậu coi như bị hủy, không có tiền. Vậy ngôi nhà này có thể sang tên cho tôi, cô đúng là có một kế hoạch hoàn hảo nhỉ, ngôi nhà bố mẹ tôi dành dụm tiền để mua nó, cho cô. Hãy chuyển ngôi nhà này cho con gái tôi ngay bây giờ, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Về sau sẽ không bao giờ tìm cậu nữa, chỉ là nếu không vừa ý ngôi nhà này của cậu, thì loại nông dân như cậu, ai sẽ lấy cậu chứ? Đối diện với người mẹ vợ cực kỳ vô lý, chàng trai tỏ ra không quen biết với bà ta, trực tiếp đuổi hai người họ ra ngoài. Đợi khi hai người rời khỏi, chàng trai dựa vào ký ức của kiếp trước, nghiên cứu cổ phiếu dầu thô và bất động sản. Nếu như lịch sử là như nhau thì là không nhớ nhầm. Chỉ cần nắm lấy những cơ hội này, tôi chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Vì vậy anh quyết định làm điều gì đó lớn lao với số tiền trúng số của mình. Ngày hôm sau, chàng trai đi lĩnh tiền trúng số ở ngân hàng, tiền thưởng là 13 triệu nhân dân tệ. Khi được các phóng viên phỏng vấn, chàng trai chỉ bình tĩnh nói rằng, tôi cũng không có gì cả, có quá nhiều cảm xúc. Có thể chỉ là may mắn hơn những người khác. Được rồi, một chút, cũng mới chỉ trúng một giải nhỏ, 13.600.000. Hy vọng các bạn cố gắng để vượt qua tôi. Có một kỳ tích khác, sau khi nhận tiền thưởng, anh chàng liền đi tìm giám đốc ngân hàng và gửi tất cả tiền vào ngân hàng. Giám đốc thậm chí còn rất chú ý về dịch vụ với vị khách hàng lớn này, rồi đưa cho chàng trai một chiếc thẻ debit giới hạn trên toàn quốc và sắp xếp một trợ lý riêng cho anh chàng. Là cậu sao, Lý Hướng Đông? Tô Vũ Yến, lâu rồi không gặp. Ôi, hai người quen nhau sao? Chúng tôi là bạn học cũ. Vậy thì tốt quá rồi Vũ Yến, cô hãy đưa Lý tiên sinh đi đến phòng khách chứng khoán để tiến hành đi. Được. Không ngờ rằng cậu đã trở thành một tỷ phú rồi. Chuyện này mà lan truyền ra, các bạn học nhất định sẽ ngạc nhiên lắm đây. Ôi trời, đây chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là không ngờ rằng còn có cơ hội có thể gặp lại cậu. Đến rồi. Đây chỉ là một phần công việc của mình, mình muốn làm thật tốt, hãy làm quen lại một lần nữa đi nào. Lý tiên sinh chào anh, tôi là trợ lý cá nhân của anh, tôi tên là Tô Vũ Yến. Đừng gọi tôi là Lý tiên sinh, hãy cứ gọi là Hướng Đông đi. Vậy mình đi sắp xếp trước, để chủ tịch công ty chứng khoán đến đón cậu. Anh Lý có rất nhiều người, bây giờ thị trường đang tốt. Anh cũng đoán ra ở đây sẽ có khách hàng lớn, vì vậy chúng ta không cần với những người bình thường, cùng xếp hàng với nhau. Vẫn là anh Lý lợi hại à, đi bất cứ đâu đều là VIP. Anh hôm nay, chỉ là mang tất cả tài sản của mình, đều mang đến rồi ư? Anh Lý, anh phải đưa em đi kiếm tiền nữa. Yên tâm, chỉ cần cổ phiếu Thực Nghiệp Thiên Hồng, anh đã xem rất lâu rồi, lợi nhuận không tồi. Ôi Lý Hướng Đông, ôi trời, nhìn anh thật là tội nghiệp. Vẫn còn đến học người ta chơi cổ phiếu hả? Làm sao không được hả?
Không chỉ không có não, còn tham lam nữa. Anh cũng không nghĩ xem, giao dịch cổ phiếu này có dễ dàng như vậy không? Nhìn thấy người khác kiếm được tiền anh cũng muốn học theo à? Bố mẹ anh đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm nông nghiệp, không dễ dàng gì, đừng lãng phí nó trên thị trường chứng khoán. Đây không phải là nhà của cô. Tôi có đến đây hay không liên quan gì đến cô? Chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ lo lắng rằng, hai cái thứ trong túi quần của anh cũng không đủ để chi trả chi phí. Học người ta chơi chứng khoán, thật là xấu hổ. Được rồi, đừng cùng với lại người chưa từng nhìn thấy thế giới bao giờ, cùng chung kiến thức, giống anh ta nghèo như thế này. Cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Lý tiên sinh quả nhiên còn trẻ mà có tài. Kẻ hèn Ngô Thành, chủ tịch công ty chứng khoán. Lý tiên sinh là gọi anh đó. Ngô chủ tịch, tôi đang đầu tư 2 vạn vào anh. Chủ tịch Ngô, anh còn trực tiếp đến đón tôi. Chủ tịch Ngô, vị này mới là Lý Hướng Đông tiên sinh. Thật ngại quá Lý tiên sinh, Ngô Thành tôi, để anh đợi lâu rồi, không sao. Ở đây có quá nhiều người, phiền anh cùng chúng tôi, lên trên lầu được chứ, xin mời. Nghe nói chỉ có số vốn, hàng chục triệu đầu tư. Chủ tịch mới đích thân đến đón. Không thể nào. Em đã biết anh ta rất lâu rồi, tiền mua nhà, đều là bố mẹ anh ta mượn của người khác, anh ta không thể có hàng chục triệu được. Lý tiên sinh, cô Tô đã nói với tôi rồi, anh là đã có dự định làm gì, đầu tư vào dầu thô quốc tế, đúng. Không vấn đề. Chịu lỗi phân phó rồi. Chúng tôi có thể chiết cho anh hoa hồng, để chiết khấu thấp nhất, miễn phí mở tài khoản đại lý. Nhưng mà Lý tiên sinh, phiền anh cho tôi biết, anh định đầu tư bao nhiêu tiền hoa hồng, sử dụng bao nhiêu đòn bẩy kép. 12 triệu 50 đòn bẩy kép. Hãy để 12 triệu trở thành 600 triệu vốn hoạt động. Lý tiên sinh đây, đây có thể sẽ quá nhiều rủi ro. Muốn giàu có thì phải mạo hiểm. Chủ tịch Ngô, anh có dám ký không? Lý tiên sinh, cách làm của anh chúng tôi có thể chấp nhận, nhưng có một yêu cầu. 12 triệu phải được thanh toán đầy đủ dưới dạng tiền đặt cọc vào tài khoản công ty chứng khoán trước khi hợp đồng của anh được thanh lý, không thể chuyển tiền ra ngoài. Không vấn đề, hợp tác vui vẻ. Lý tiên sinh, phòng VIP này anh có thể tùy ý sử dụng, tôi sẽ đi mở tài khoản trước. Vị này rốt cuộc là người như thế nào? Ở trong giới tài chính rất lâu rồi, lần đầu tiên gặp một người mạnh mẽ như vậy. Hướng Đông, cậu làm như thế này có quá mạo hiểm không? Tôi chắc chắn. Đúng rồi, mặc dù cậu là trợ lý cá nhân của tôi, nhưng chúng ta vẫn thân thiết như những người bạn. Thực sự làm tất cả mọi việc, tôi đều biết rất rõ. Những điều không chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ làm. Cậu có tiền riêng không? Trong vài năm qua mình đã tiết kiệm được hơn 20 vạn nhân dân tệ. Nếu như cậu tin lời của tôi có thể giúp cậu kiếm được nhiều tiền. Làm thế nào? Cậu ngồi đây. Tôi vẫn còn 1 triệu 6, cộng với 20 vạn của cậu. Chúng ta mua Công nghệ Thiên Tinh, Thực nghiệp Thương Giang và 3 cổ phiếu của Phượng Hoàng Dược. Làm sao mua? Toàn bộ kho. Làm gì mà trực tiếp toàn bộ kho, hãy tin tôi. Thì là bây giờ. Xây dựng kho. Làm xong rồi. Mình chỉ là đã đem hết số tiền tiết kiệm trong mấy năm qua, tất cả đều đầu tư hết rồi. Yên tâm đi, không vấn đề gì. Đợi một lát đi thành phố máy tính, mua một cái máy tính mới. Được rồi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Vẫn chưa được. Đợi đến lúc chúng ta kiếm được tiền từ máy tính. Ôi Hướng Đông, lần này cậu có tính trước không vậy? Ngược lại Thực nghiệp Thiên Hồng tăng rất mạnh. Trước đây tôi biết, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không. Liệu lần sau chàng trai này có tính trước được hay không? Hãy bấm nút like và theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé. Xuống dốc rồi. Cũng may là chưa mua. DMA. Cái này mất 77.000 tệ rồi. Của cậu đây. Cảm ơn cậu đã tặng mình máy tính, cũng vì để thuận tiện dùng trong công việc. Cậu nói xem, khi còn học đại học, mình cũng không phát hiện cậu lại giỏi thì đấy. Sao cậu có thể, cứ chọn cổ phiếu là nhất định sẽ tăng nhỉ. Hơn nữa còn tăng vùn vụt, hai quan sát nhiều thôi mà. Ngoài ra bình thường, mình cũng thích xem tin tức. Thêm chút thiên phú và nỗ lực, và một chút may mắn mà thôi. Vậy cậu dạy mình đi, xem biểu hiện của cậu đã. Ôi trời Hướng Đông này, cậu giỏi thật đấy. Mới có 10 ngày, cậu đã thu về hơn 10 triệu rồi. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Một mỏ dầu ở Trung Đông,
vài ngày trước bị hỏa hoạn, làm nổ 3 đường ống dẫn dầu lớn nhất. Chuyên gia dự báo, giá dầu thô sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Bây giờ còn chưa xảy ra hỏa hoạn. Trong tài khoản của mình còn 25 triệu tệ. Nếu là đòn bẩy gấp 5 gấp 10 lần, thì có số vốn là 2,6 tỷ. Đủ để mua dầu thô quốc tế. Trời ơi, Tô Đại Tiểu Thư, Lý Hướng Đông nói, cậu ấy sẽ nhập vào dầu thô quốc tế. Cô biết chuyện đó không? Bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ để mua hết. Cái gì, cậu ấy điên rồi sao? Mời vào. Vũ Yên, sao cậu lại thở hổn hển vậy? Sao cậu lại có thể bình chân như vậy vậy? Có phải cậu đã tiến vào thị trường dầu thô không? Lại còn dốc sạch để mua? Đúng vậy, thông tin cậu có được cũng đầy đủ đấy. Chắc chắn rồi, lần đầu tư này của cậu cũng khoa trương quá rồi. Đoán rằng cả bên chi nhánh tỉnh hành cũng sẽ sốc đấy. Cậu xem cậu, to gan quá. Máu liều của cậu cao thật đấy. Lỡ như làm sao? May mà mất hết vốn liếng. Hủy bỏ lúc này có còn kịp không? Không thể hủy được. Tại sao? Nào cậu ngồi xuống trước đi. Vũ Yên, cậu đúng là sao may mắn của mình. Sao thế, cậu xem. Mỏ dầu lớn nhất tại quốc gia sản xuất dầu Trung Đông, cũng là mỏ dầu lớn thứ hai thế giới, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Bây giờ lửa cháy rất mạnh, dẫn tới trong năm nay không thể khôi phục sản lượng, mỏ dầu buộc phải đóng cửa. Cậu đã kiếm được bao nhiêu thế? Để mình xem. 35 triệu đô la Mỹ. Không phải mình đang mơ chứ? Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Lại tăng thêm một đô này, 59 đô la Mỹ rồi, đã tăng cả ngày trời rồi, bây giờ mau chóng bán ra. Quăng ra ngoài rồi, trừ đi tiền vốn và hoa hồng, cậu kiếm được tổng cộng hơn 2,5 tỷ đó. Cậu lợi hại thật đấy, vậy mà lại có thể dùng hơn 50 triệu để kiếm lại mười mấy tỷ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người đàn ông trước mặt cậu bây giờ sẽ trở thành một trong 10 người giàu nhất thế giới. Cậu đói rồi sao? Đi ăn đêm đi. Cậu không ghét chuyện mình dẫn cậu đi ăn lề đường chứ? Cậu kiếm ra nhiều như vậy, chắc chắn phải mời mình ăn một bữa no nê rồi. Bữa này không tính được, dù là bay trên trời hay chạy dưới đất, chỉ cần có bán thì tùy cậu lựa chọn. Ai ra tiểu cô nương à? Đôi tình nhân các cô các cậu, tình cảm thật tốt nha. Hôm nay bạn trai kiếm được tiền sao? Chắc không thể chỉ mời đi ăn thôi đúng không? Còn phải đưa cô ấy đi mua quần áo nữa. Cậu nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, mua mua mua. Cảm ơn. Cậu nhất định là đói rồi. Đợi chút mình đi nghe điện thoại. Alo, nói vậy. Cô thật sự cảm thấy người trẻ tuổi này rất ưu tú, thật đó ba. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, Hướng Đông là người giỏi nhất mà con từng gặp. Không phải con sẽ dẫn bạn trai về nhà gặp ba đó chứ? Con biết hiện tại công ty đang khó khăn, lún sâu vào vũng bùn tài chính, nên mới đưa anh ấy về gặp ba. Được. Nếu đã là bạn của con, đưa về ăn bữa cơm thì không sao, nhưng còn những chuyện khác, con tự giữ chừng mực. Ba không cần nghĩ nhiều đâu. Tóm lại, sau khi ba gặp anh ấy, nhất định sẽ thay đổi thôi. Triệu Tổng, Triệu Tổng, tên khốn cậu có phải không muốn làm nữa không? Triệu Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì mà cậu hoảng hốt thế? Còn ra thể thống gì nữa? Triệu Tổng, hôm qua khách hàng lớn Lý Hướng Đông đã tất tay mua vào thị trường dầu thô. Mua hết sao, cậu ta điên à? Không phải là vốn liếng tiêu tan sao? Thằng nhóc này tự tin quá mức, làm việc chẳng bao giờ theo quy tắc. Quả nhiên lại xảy ra phiền phức lớn. Đòn bẩy gấp 50 lần vào thị trường, mạo hiểm lớn như vậy mà cậu ta còn thu mua hết. Lần này xong đời rồi. Không phải đâu Triệu Tổng, sáng ngày hôm nay, tiền vào tài khoản là 2,5 tỷ đấy. Bao nhiêu cơ? 2,5 tỷ, bởi vì số tiền vào tài khoản này, nên nhiệm vụ tiền gửi hàng năm của toàn bộ chi nhánh thành phố của chúng ta, tất cả đều đạt chuẩn, thậm chí còn lập kỷ lục mới, 2,5 tỷ. Trên đường đi tôi xem tin tức, quốc tế đều đang lan truyền về cổ đông bí ẩn hôm qua kiếm hàng trăm triệu đô la Mỹ trên thị trường dầu thô ngày hôm qua. Trùng với thời gian Lý Hướng Đông tiến vào thị trường và tổng số tiền kết toán, tôi đoán người mà khiến cả thị trường tài chính phải bàn tán chính là cậu ấy. Văn phòng lãnh đạo tỉnh đã gọi điện thoại tới. Cái này cũng xem như chuyện tốt. Tên nhóc này đã làm cái tên triệu lỗi của tôi lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh. Dặn dò xuống bên dưới, phải bảo mật kỹ thông tin cá nhân của Lý Hướng Đông, bất cứ ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Cậu đi đi được.
Đúng rồi, ngày mai cậu có rảnh không? Có. Sao vậy? Mình muốn dẫn cậu tới gặp ba mình. Vậy có phải hơi nhanh không? Đã đến gặp ba cậu rồi. Này, cậu nghĩ cái gì thế? Công ty lúc trước của ba mình là làm may mặc, bây giờ tiến vào cả tài chính nữa, xảy ra chút vấn đề, thế nên mình muốn nhờ cậu giúp đỡ xem sao. Ra là vậy, được thôi, không vấn đề gì. Thực ra còn có một chuyện muốn nói với cậu. Ba mình là Tô Kinh Quốc. Chính là đại gia tỉnh chúng ta Tô Kinh Quốc sao? Đúng vậy, ngày 15 tháng 10 năm 2000, đại gia giàu nhất tỉnh tôi Tô Kinh Quốc dính bẫy lừa đảo, chuỗi vốn doanh nghiệp bị phá vỡ, công ty phá sản, đã nhảy lầu tự sát vào đêm qua. Kiếp trước Tô Kinh Quốc